Chào mừng quý vị đến với thương hiệu nghìn tỷ Chép Tay. Em chào các chép ạ. Chào em. Chào em nhé. Hôm nay em đến đây để em gọi... Khoan. Em làm gì mà vội thế? Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Có vẻ máu làm tiền nhỉ? Đúng mình. Em xin tự giới thiệu. Em là Lương Thu Trang. Em đến từ Nha Trang. Bố em thì ở Hà Giang. Mẹ em thì ở Phan... Em ơi, tôi bảo là em giới thiệu về bản thân mình, chứ không phải là giới thiệu bố mẹ em. Nhưng mà có bố em thì mới có em. Hôm nay em đứng ở đây, chính vì thế mà em phải nói quê, rồi là nói nguồn gốc của gia đình nhà em. Xem Dương này, là người có trước có sau lắm đấy. Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu, đúng không em? Dạ. Hiếu thảo, rất là hiếu thảo. Hiếu thảo đấy. Thì bố em là ở Hà Giang. Sau đó bố em thì phi ngựa từ Hà Giang vào trong Phan Giang. Rồi bố em và mẹ em cùng phi ngựa ra Nha Trang. Rồi hai bố mẹ em đẻ tọt em ra ở Nha Trang, một nơi đầy nắng và gió. Hôm nay em có mang đến một món ăn đặc sản của vùng đất Nha Trang, chính là thằng Cố ạ. Khoan. Thằng Cố. Điều này là tôi không đồng ý nhá. Sao ạ? Thắng Cố là Hà Giang. Đúng rồi. Không, thắng Cố ở Nha Trang ạ. Không phải ở trên Hà Giang. Ừ. Ngon. Không, thắng Cố thì thực ra là thắng Cố ở Hà Giang. Nhà em là làm thắng Cố là bởi vì là bố em là làm thắng Cố. Ông Cố nội nhà em là có truyền thống làm thắng Cố từ Hà Giang. Sau đó thì đưa vào trong Nha Trang và phát triển ở trong Nha Trang ạ. À, tức là bố là phi ngựa từ Hà Giang vào Nha Trang phát triển ngựa. Không phải bố em phát triển ngựa, mà đấy là ông chú em là có một trang trại ngựa ở trong Nha Trang. Sau đó thì chú em bán lại cho bố em để bố em mổ ra lấy lòng để làm thắng Cố bán cho mọi người. Tóm lại là hôm nay là xin gọi vốn về ẩm thực thắng Cố, đúng không? Không ạ, không gọi vốn về ẩm thực thắng Cố. Em bảo là nhà nuôi ngựa ạ. Thế là hôm nay gọi vốn để đầu tư trang trại ngựa. Rồi, chính xác, phát triển trang trại ngựa. Không, em không gọi vốn đầu tư trang trại ngựa. Trang trại ngựa là của chú em nuôi. Sau đó chú em bán cho bố em, xong bố em vặt con ngựa ra, bố em mổ ra, bố em lấy lòng để nấu thắng Cố để mời mọi người ra bố em bán đấy ạ. Thế à? Vâng. Không gọi vốn cho trang trại ngựa, cũng không gọi vốn cho thắng Cố. Không ạ. Lạ nhỉ? Vâng ạ. Em đây là em đang nói là về ẩm thực thắng Cố ở Nha Trang. Nói là vùng biển của em, nơi em đang sống. Đấy là quê hương thứ hai của em. Nó có nắng này, có gió này, có thuyền này, rồi có cả san hô. Em ơi, dạ. Cái này là tôi không đồng ý nhá. Sao ạ? Nha Trang là không chỉ có nắng và gió đâu. Ồ không. Nha Trang là có cả bão, cả mưa. Chép Dương nhìn hơi thiển cận. Bão mưa nó chỉ hạn hưu thôi. Chép Trần không biết. Lúc nào bão mưa đâu. Chép Dương không biết. Thực ra nó có đấy, nhưng mà cái nắng với gió nó chỉ có 3 tháng thôi, còn lại 9 tháng khác là toàn mưa với bão thôi. Nhà tôi vừa đi về tôi lại làm gì mà đến nỗi mưa bão thì 9 tháng không chuyện đấy, nó thỉnh thoảng thôi. Chép nó hơi quá rồi. Tôi vừa gặp xong các chép buồn cười thì chép đi Nha Trang nhiều bằng tôi không ạ? Mấy năm nó mới có cơn bão. Em nói tiếng này, tức là ở đâu cũng có nắng, có gió và có bão. Thế nhưng mà ở Nha Trang thì là bão rất là ít, có nắng có gió rất là nhiều. Chính vì thế mà tất cả mọi người đều thích đi du lịch ở Nha Trang hơn cả những nơi khác ạ. Ý em nói là như vậy. Du lịch Nha Trang hay đấy. Du lịch Nha Trang là có lướt sóng này, vâng. Có lặn biển này, vâng. Đúng không? Có lướt ván này. Nhưng mà trend bây giờ nó phải là du lịch hang động. Em hiểu không? Phải trèo, phải leo, phải vượt giới hạn của bản thân. Đấy mới là trend. Không. Ai mà đi hang động như ông ấy, tôi là tôi thích đi biển. Tôi là tôi vẫn thích đi biển. Nhưng mà nhà tôi thấy là biển Đà Nẵng lại đẹp hơn Nha Trang. Tin không? Được. Đấy, Đà Nẵng là thành phố du lịch mà. Biển Đà Nẵng cũng đẹp, rồi Phú Quốc cũng đẹp. Nói chung là em thấy ở đâu cũng đẹp. Nhưng mà Nha Trang thì vẫn là đẹp nhất. Bởi vì có cái nắng, có cái gió. Chứ bây giờ tự dưng mình chui tọt vào trong hang động thì mình lấy đâu ra tôm, cua, mực, cá, hải sản để mà mình ăn? Ở trong hang động chỉ có rắn, có rết, mới cả có ếch uộc, mới cả có con cóc để mà ăn thôi ạ. Em à? Em hiểu rồi. À? Có phải em gọi vốn cho du lịch đúng không? Không ạ. Em không gọi vốn cho du lịch, ý em nói là tất cả mọi người đều yêu quý Nha Trang, đều yêu quý cái quê hương thứ hai của em và mọi người đến đấy du lịch. Chứ em không kêu gọi cho du lịch. Là như nào nhỉ? Không,
không vốn cho du lịch, không vốn cho thắng cố, không vốn cho trang trại ngựa. Chị ý em nói là gì? Ý em nói là em sẽ mang cái đặc sản thắng cố đến Nha Trang. Bố em mang đến và bây giờ em sẽ mời mọi người ăn thắng cố. Ý em nói là như vậy. Qua cái vòng vo từ đầu đến giờ, tóm lại là em xin gọi vốn đầu tư về ẩm thực thắng cố, đúng không ạ? Gọi vốn du lịch. Khổ quá, hai sếp chả hiểu gì cả. Gọi vốn mở rộng trang trại ngựa. Người ta nói thắng cố từ đầu đến cuối rồi còn gì nữa. Nói như thế là mình phải hiểu là du lịch. Các cái điên à? Để ý rồi, trang trại ngựa, ẩm thực thắng cố. Người ta nói như thế có nghĩa là du lịch. Ôi giải phải, có ngựa thì mới có thắng cố. Thế ông thấy nói thắng cố tôi làm được cái gì quá. Người ta nói như thế có nghĩa là du lịch. Tôi đảm bảo đấy là được. Tôi khẳng định là du lịch. Thôi các chép ơi, em đến đây là để trình bày về dự án của em. Tại sao các chép lại nhảy vào cãi nhau như hàng tôm bằng cá vậy ạ? Bây giờ mục đích của cô đến đây là xin gọi vốn về ẩm thực đúng không? Không ạ. Thế về du lịch đúng không? Không ạ. Thế thì về trang trại ngựa thì còn cãi cái gì nữa? Cũng không ạ. Thế thì đến đây để làm gì? Để gặp các chép. Biết rồi nhưng mà đến để làm gì? Có kêu gọi vốn đầu tư không? Không ạ. Thế thì đến để làm gì? Để gặp các chế mà. Ồ quá, gặp rồi có gọi vốn không? Không ạ. À, thì mục đích cô đến đây làm gì? Quay clip ạ. Ôi, quay clip là làm cái gì? Em là nhà sáng tạo nội dung, em quay clip cho kênh của em. Bây giờ em quay xong rồi. Em chào các chép em về ạ. À.